cập nhật thị trường cổ phiếu kênh mua trong cái tuần này và tuần sau ok các bạn trong video này thấy ngô sẽ chia sẻ với bạn một lần nữa những cái cổ phiếu mà các bạn thật sự nha phải có trong danh mục của mình bởi vì đây chính là một trong những cái cổ phiếu mà có thể nói rằng nó gần như là mạnh nhất hoặc là mạnh tuyệt đối trong với một cái bối cảnh hiện tại như lúc này đúng không ạ ok các bạn nào hôm nay chúng ta rất là vui nè mọi người thả tim trong lúc vip nha khá là nhiều các bạn nè à. bấm tim cả nhà ơi kết tuần này như vậy là đẹp rồi mọi người ạ Bắn gần mấy trăm quả tim này nha và từ đây về sau thật sự chúng ta chỉ tập trung vào hàng mạnh nhất nhì trong mỗi cái nhóm ngành mà Thật sự chúng ta phải uyển chuyển nè ha Mình sẽ chắc lọc và chia sẻ với mọi người Trong phiên giao dịch ngày hôm nay các bạn ạ Một số cổ phiếu đạt cái điểm mua và mình nhắc lại với mọi người một lần nữa Ví dụ như câu chuyện của giờ bán lẻ nè À như ngày hôm nay thì cũng có một số anh chị vào trong group VIP nha Mình nó cập nhật với mọi người một số cái điểm mua rất là đẹp mà Tuyệt đối không được đuổi giá Chỉ chọn những cái phong và mạnh nhất có thể nha Ok Ví dụ như buổi trưa ngày hôm nay ha, cũng có anh chị vào group VIP và bây giờ cái top cổ phiếu bùng nổ sáng nay mình có chia sẻ vào buổi trưa nè, đa phần là dòng dệt may các bạn ạ. À. Đúng không ạ? Đây, dệt may thì buổi sáng ngày hôm nay thì mình có chia sẻ lúc mà nó tăng lên rất là đẹp các bạn ạ. Mình thấy không à? Hôm qua có một cái chị, một số anh chị hỏi, và bây giờ có chị Hà và một số người hỏi mình là VGT mua được không Thái thì thấy ngon nhất cho mọi người là mua được 30 đến 40 phần trăm. Rồi sau đó nó vượt 16.4 là mua đủ cho mình. Đây hả? Ok các bạn. Đây là cái câu chuyện của dịch mây và ngày hôm nay bây giờ à, nó tăng gần khoảng 8% và có thời điểm mà nó kéo về dù vùng giá khoảng 18 các bạn nha, tăng giá rất là khỏe. Thì cổ phiếu này nếu các bạn mà giờ không nằm trong hệ thống rút của thế, các bạn muốn mua yên tâm các bạn. Các bạn chờ đợi nha à, lúc này lên trên đây các bạn không đu cho mình mà các bạn phải đợi chờ một cái giờ giai đoạn tích lũy Tết chỉnh trở lại các bạn ạ. À. Ok nếu mà mà giờ yeah, được sự tư vấn của thái là các bạn đã mua được những vùng giá đâu đây là thứ nhất đây bạn nè à, quanh vùng giá khoảng 15.8 sau đó ngày hôm nay nó vượt qua một cái cảng 16.4 là chỗ này này nha ok rõ ràng bây giờ mọi người không mua được giá tốt nhất nhưng mà cái form này vẫn đang là một trong những form rất là mạnh thì những cái giai đoạn sau ạ à, nó rung đất để điều chỉnh yên tâm ạ nó sẽ chờ một cái cú giờ tết chỉnh đi lên thì lúc đó các bạn sẽ mua được cổ phiếu này và ngày hôm qua trong video thái ngô đã chia sẻ với mọi người rồi đúng không hãy chú ý rất là kỹ cổ phiếu này và đó đây các bạn đã có điểm mua ngày hôm qua là một cái phiên giờ nếu đối đúng về thuật ngữ chuyên ngành các bạn thì đây được gọi là một cái phiên bốc kết bay vọt các bạn nha mà tại sao trong bối cảnh hiện tại à, VNX lúc này nó tăng khoảng vài phiên rồi nhưng mà thái ngô vẫn chỉ tập trung vào những cổ phiếu rất là khỏe trên thị trường để chất lọc ra và chia sẻ với mọi người các bạn các bạn còn nhớ câu chuyện của TNG không? Đó, ngày hôm nay nha TNG kéo rất là mạnh, có thể là phần trăm Nó về lại vùng giá khoảng 28.6 các bạn Tức là Thái Ngô đã nhắc với mọi người mua được những vùng giá 26.1 các bạn Kéo về trên đây như vậy là giờ 90% trở lên Và mình nhắc cho mọi người nã này các bạn à. Đây, à, rất là vui bạn, nói chung là ngày hôm nay thì mình rất là vui nha Chốt lãi vô đầu lãi một phần các bạn ạ, ok Vì cũng sợ các bạn Đái te quần luôn như nữa đúng không ạ, xin lỗi mọi người Nhưng mà đó là cái sự thật cho à, nên thôi ok bây giờ nha mình đánh rất là nét cổ mạnh múc và giờ dạ, chốt lãi từng phần cho chắc ăn các bạn ok mình chia sẻ cho mọi người rất là cụ thể sáng nay nè TNG chốt lãi lọc lái cho mình 1 phần 3 đập vô đầu lái Ví dụ vậy nha Quanh quanh khoảng 28 28.6-28.5 nè Trên đường tăng giá nha cả nhà ơi Hi hi được 8-10% rồi Khỏe re các bạn Đó là cái câu chuyện của cái phong đánh Các bạn biết là trong giai đoạn này Đánh như vậy mà chúng ta Đặc biệt nha Thái Ngô trong giai đoạn này chỉ tìm và chất lọc những cái siêu cổ những cái cổ phiếu nào có form mạnh á mình mới enter các bạn còn cổ phiếu yếu nha mình rất là sợ ví dụ như ngày hôm nay các bạn nào cùng là một cái nhóm bất động sản như đất xanh các bạn nó giảm triền miên nhưng mà mình vẫn hướng mọi người vào câu chuyện của khang điền house các bạn tăng giá rất là khỏe các bạn nào đó và cái form này mình đánh giá và mình chia sẻ cho mọi người hôm qua rồi khả năng cao tuần sau nó về lại vùng giá tiếp tục là 39 các bạn nha hoặc là nam long gấp các bạn nào đó và nó ghê mà đây thì đó là cái câu chuyện mà làm sao chúng ta phải chọn cổ phiếu nào có phần khỏe hơn so với những cổ phiếu chung nhóm ngành các bạn ạ Ok rồi xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thái nha lần đầu tiên mọi người đừng quên nhớ bấm cho thêm một nút like đó thả tim video này và ai chưa đăng ký thì bật cái nút đăng ký bấm qua chuông bên cạnh để khi thấy ngôi làm video ra mọi người sẽ nhận cái thông báo và xem được đầu tiên nha Ok thì ngày hôm nay các bạn thấy nè giờ dạ, chia sẻ với mọi người rất là kỹ lưỡng mà VGE, -n -n hot boy kế tiếp theo của mọi người nè ha Đó, nhắc điểm mua rất là đẹp 15.8 vượt 16.4 là mua đủ hả các bạn Thì và rõ ràng bây giờ chúng ta đã có lợi thế trên sân nhà đá rất là khỏe nha Ok rồi à, tiếp theo các bạn thấy câu chuyện gần nhất là câu chuyện giờ dạ, ông TCM nhóm dịch May không Đó và ngày hôm nay có một cổ phiếu của nhóm này bắt đầu nó tăng lên tiếp tục đó là giờ dạ. sợi thế kỷ mà gần như là câu chuyện của dịch may ngày hôm nay nhưng mà ông này thì ông vốn nhỏ hơn nhưng nếu mà mọi người muốn đánh ok mà các bạn hãy canh những cổ phiếu này nè ví dụ nhá mình xem sở thế kỷ đúng không sở thế kỷ nè à, ông này ngày hôm nay cũng có một cái trạng thái giờ tạo ra điểm mua và cái nỗ lực nó thoát ra khỏi vùng giá khoảng 31 2 hai đúng không thì trong những phiên sau nó có những pha rung đất thì mọi người có thể là canh nó đúng không mọi người rồi hoặc là mình xem thử đi. mây sông hồng ô quá kinh bạn, nói chung là những cổ phiếu này nó đều nằm trong một cái phong đánh lớn nhưng mà nó sẽ sắp xếp thứ thứ tự và mình ưu tiên ba cổ phiếu này sau đây thứ nhất là câu chuyện của TNG đã đánh ok các bạn được 10 phần trăm rồi thứ hai là câu chuyện TCM rồi nè đúng không, đúng không? TCM ngày hôm nay nó test y trở lại cái vùng hộp này và đóng giá cao nhất trong phiên thì chứng tỏ đây là một trong những cổ phiếu rất là khỏe. Nếu trường hợp nó tăng giá tiếp tục từ đó ra bà. tại vì phong tăng mà. Ông không mua dưới này là coi như ông thua. bây giờ các bạn phải rất là kiên nhẫn cho mình tuyệt đối không được FOMO nếu trường hợp nó đã vượt tăng giá Ồ, ghê bà nha. Bởi vì đâu biết được bà. nó có những cái trạng thái là sống kéo ngược rồi lúc đó các bạn mua ha. Thì đó là cái góc nhìn của mình rất là rõ ràng. Nếu mà các bạn hỏi thái trước đây à, và trong những phiên trước mình chia sẻ mọi người là ok. Nếu mà các bạn mua được quanh vùng giá này thì quá đẹp các bạn Tức là à, vùng giá đó mình nhớ không nhầm là vào cái ngày mà mình nhắc với mọi người là 58 Xin lỗi mọi người 50.8 các bạn à, 51 Bây giờ nó đã tăng lên khoảng bao nhiêu phần trăm à Đó 56 phần trăm các bạn Ok Cái không đuổi giá nha Rồi hoặc là VGT là rất là đẹp đúng không VGT thì các bạn chờ đợi những cái trạng thái tích lũy Tết trở lại các bạn múc Hoặc là câu chuyện ngay cả như TNG các bạn bán ra 1 phần 3 nhiều khi tuần sau mà nó có điểm mua đẹp mình sẽ nhắc với anh chị là múc quay trở lại nói chung là mình chúc mừng mọi người đã có một cái tuần dạ, giao dịch thành công ở cả cái phương diện này, dạ, chỉ số chung hồi phục và những cổ phiếu trong những nhóm ngành mà mọi người đầu tư thành công hoặc là những anh chị chưa bán được cái phiên vào ngày 25 24 tháng 6 nè các bạn nè bây giờ gần như nó quay trở lại hết trơn rồi đúng không ạ và ngày hôm nay là một cái tín hiệu đóng phiên cuối tuần như vậy là mình thấy ok các bạn nha Phủ định hoàn toàn cái cây nến tuần trước và ngày hôm nay là một cái tuần tăng điểm trở lại ha à, Ok hỗ trợ gần nhất của Vindex lúc này rõ ràng là quanh 1265 Thì à, nếu mà Vindex có test chỉnh trở lại đó thì cũng quá bình thường các bạn ha Và chúng ta sẽ kỳ vọng à, à, Khi mà Vindex nó có những cái pha mà rung đất test chỉnh trở lại như thế này ha thì nó lại rất là đẹp để nó củng cố một cái Cái đấy tiếp theo các bạn nha Thì mình kỳ vọng là như vậy ha Còn nếu mà trường hợp thị trường đó Vindex nó rung đất thì nó lại cơ hội chứ mình không nghĩ là rủi ro các bạn Quan trọng là lên lúc này nè, những ông nào đánh full mặt xin, phun tỷ trọng á Đúng không ạ? Áp lực quá, cứ bán chút lại ra từng phần để cho cái lực bán, lực cung nó Giờ nó triệt tiêu lẫn nhau từ từ Đúng không ạ? Rồi, ngày hôm nay volume rõ ràng cải thiện hơn ngày hôm qua rất là nhiều các bạn thấy không ạ? À, là ở phương diện về khớp lệnh trên sàn á Thì riêng HOSE ngày hôm nay có khoảng là 590 triệu cổ phiếu Và cả luôn thỏa thuận á Thì ngày hôm nay chúng ta có giờ khoảng mười mấy cái triệu cổ phiếu Như vậy là nó lớn hơn lớn hơn từ khoảng 6 phiên đổ lại đây ha đây là một cái phiên volume ok các bạn cần tiền thì có tiền ha à, nhưng mà hiện tại đó vẫn đang, đang đang đóng giá ở một cái trạng thái là lưỡng lự đúng không ạ chiều mà viên ngày hôm nay thì có một cái điểm trừ là về nước ngoài vẫn bán rồng ngày hôm nay là khoảng ba trăm bảy mấy tỷ các bạn à, biến động thị trường thì ngày hôm nay các bạn thấy mà nước ngoài bán rồng fpt mà bán rồng nhưng mà vẫn đóng giá gần như là cao nhất thật sự cũng kinh các bạn fpt vre bị bán rồng nè đúng, đúng không đây VRE các bạn mà nó còn miệt mài dưới vùng đấy cho nên mình không dám nhắc mọi người mua trong giai đoạn vừa qua mà tập trung toàn là siêu cổ cho mình thôi đúng không ngày hôm nay ví dụ như này ha à, chia sẻ tiếp tiếp tục với anh chị à cả nhà thấy phương pháp giao dịch của mình thật sự nếu phù hợp với lại cái cách giao dịch của mọi người vì mình nhận được quá nhiều tin nhắn mọi người hỏi vào vip á thì mình nhắc lại một lần nữa đó đơn giản nha cái số điện thoại thấy để bên dưới màn hình ok không ạ và thấy ngôi sẽ đồng hành với mọi người vì mình không làm môi giới các bạn nha ha và mình rất là cố gắng trung lập và mình gì á thu phí rất là đơn giản là 6 tháng là 4 triệu hoặc 1 năm là 7 triệu nha ok tiếp theo các bạn nè ngày hôm nay ví dụ nữa chi tiết trong phim là cập nhật luôn mình thấy nè cảng biển dễ tăng lắm nha HAH VSC BVT GMD tăng mạnh như vậy là giờ cho nhắc như mọi người những cổ phiếu mà mọi người múc full hàng được nhớ đúng là ví dụ như VSC chúng ta nhưng mà phải chia tỷ trọng ra các bạn ạ chứ phải là nó có ầm một cái nha trong những phim trước các bạn mình vẫn nhắc như mọi người cầm đi ông này ok bạn là tuần sau khả năng ông này sẽ bật tăng lên và mình định vị nha khả năng cao nó sẽ về là vùng giá khoảng 24 cộng trừ cho nên mình nhắc cho mọi người múc luôn và là suy ma ngày hôm nay lại là cổ phiếu tạo ra điểm mua với một cái thanh khoản rất là đẹp các bạn nào ha? vượt qua trung bình 20 phiên đúng không nỗ lực tạo đáy và đang đánh trong một cái hộp giá này thì rõ ràng các bạn ông này sẽ tăng lên BVT ngày hôm nay cũng tăng ra rất là ok các bạn nè ha nhưng mà cuối phiên nó bị áp lực bởi vì sao bởi vì ông này cần phải có một cái xác quyết tạo là cái đáy chỗ này để kéo đường ma 10 này đi lên các bạn nhá. thì nếu trường hợp nhà đầu tư muốn mua đừng có đuổi giá lên trên này mà nhiều người hỏi mua là sai rồi. Đừng bình tĩnh chờ những pha rung đất các bạn nhưng mà cái phom nó là phom tăng, ok không ạ? Vốt thì quá đẹp rồi, ok. Vốt thì quá khỏe rồi nhưng mà nó lại không có điểm mua mà quá đẹp cho mọi người nè. Mua là ví dụ như các bạn mua hai phiên trước nè, có những anh chị hỏi mình chị Phương, chị Phương Tú nha, trong clip hỏi mình là Thái ơi mua cổ phiếu được hay không, mình nói ok mà mua vẫn được và chị đặt chặn lỗ dưới này cho mình đúng không ạ? Và ăn thì ăn rất là ok, không vậy đó đó là cái tư duy mà mọi người phải biết đúng không ạ? rồi HAH nữa các bạn nè, ngày hôm nay vẫn cổ phiếu khỏe nha, thì ngày hôm nay là nhóm cảng biển OK, à, mình đánh giá là giờ nhóm này vẫn đang à, rất là khỏe cùng với là dịch may. Tiếp theo là một cái cổ phiếu như vậy là giờ mình không nhắc với mọi người là đu à giờ đu tím trần hoặc là giờ mình bám à, bắt đáy mà không có, nhưng mà giờ khi nào cổ phiếu tạo ra điểm mua đẹp an toàn và giờ cái rủi ro thấp thì mình mới nhắc với mọi người cây à, cả như mình đầu tư cũng y chang như vậy ngày hôm nay nữa các bạn nè cái câu chuyện buổi sáng đúng không đây dòng thép cả nhà tiếp tục gồng cho mình và hoa sen đúng không ạ hoa sen ngày hôm nay các bạn thấy ạ khả năng cao hoa sen đang thể hiện cái trạng thái lình xình đi ngang và ngày hôm nay nó test đúng như cái lại cái đường ma 20 giờ dạ. ok các bạn ha cứ ừ. rải ra mua cho những nhà đầu tư mới và mình kỳ vọng ông này sẽ về là đỉnh cũ quanh vùng giá khoảng 25 ít đến 26 các bạn nha ok ngày hôm nay cũng là một trạng thái giờ bị bán vol không thấp test lực cung đẹp đó ạ rõ rất là rõ ràng con số cụ thể là cần rung lắc không được phua hưng phấn nha đó là và mình chỉ tập trung vào những cái cổ phiếu mạnh thôi các bạn ok đây kiểm tra bán rồng của người phiên ngày hôm nay thì buổi trưa mình thấy nó bắt bình thường cho nên là cái cái dễ dàng không quan trọng lúc đó là đất xanh đang giảm mà bình thường và mình nói với mọi người bình tĩnh với mọi người à. cứ tập trung vào cái hàng mọi người đang cầm nhóm nào cổ phiếu khỏe hay không khỏe đó sáng nay ngày hôm nay tiếp tục nhờ nhắc với anh chị cái câu chuyện là mua DC quạt cho mình đó Ở đây chính là một trong những cái siêu cổ những cái kia cái cổ phiếu nó có câu chuyện của nó và rất là dễ hướng lên ông này mình kỳ vọng nó sẽ về là vùng đỉnh cũ 68 mươi đến 70 mươi đúng không và cái phone này rõ ràng đang tăng các bạn ạ thì chúng ta vẫn cố gắng tiếp tục nắm giữ vào ngày hôm nay nhắc cho mọi người một lần nữa để mọi người mua được giá tốt đúng không ạ vô vào tay thì múc rồng khỏe các bạn bc 1 thì ngược lại là giờ ngày hôm nay nó không tăng các bạn nó vẫn đang trong trạng thái bị bán nhưng mà vôn thấp ha cho nên là giờ ok cứ tiếp tục gồng cha nội này các bạn ạ à, từ khi nào cha nội này mà vượt qua được vùng giá khoảng 30.5 các bạn tức là nó sẽ toan hết tất cả những cảng này ha, à, thì nó mới tăng mạnh cho nên giai đoạn này cứ mua và để đó một thời gian thôi đúng không ok rồi thì mười mấy cổ phiếu trong ngày hôm nay thì các bạn thấy nè chúng ta có 15 cổ phiếu bùng nổ trong cái phiên giao dịch cuối tuần thì đó là cái câu chuyện của AAA các bạn ha AAA nè Ông này cũng tạo ra điểm mua nha, vớt tăng tím trần, lọc phát băng các bạn Đây, nhìn trên cái này cho nó dễ nha AAA à, 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 thì bản chất ngày hôm nay là nỗ lực tạo ra một cái cú rất cẩn chéo, đúng không ạ, dòng tiền vào hả Rồi, như vậy là ngày hôm nay rõ ràng các bạn thị trường có xấu có rung đất Nhưng mà bản chất có một số cổ phiếu tạo điểm mua như là A à, à, các bạn nè Thì các bạn có thể là canh mua được đối với những nhà đầu tư có khẩu vị nha Vớt, quá khỏe rồi Lọc phát banh mình đánh giá không có điểm mua an toàn Rất là nguy hiểm nha Để im cho nó tăng mà phù thuộc cho những nhà đầu tư đang cầm và đang chạy nước rút thôi VGT ok mình vừa chia sẻ rồi HVN quá bá ha nhưng mà không phải là có điểm mua phù hợp những nhà đầu tư đang cầm nắm Nam Long Group quá đẹp và khả năng cao nó sẽ về lại vùng giá đâu đó là 45 mít các bạn ạ TIG thì trong những phiên trước mình cũng nhắc nhắc với anh chị là mua vùng giá khoảng 14 9 15 đúng không à, thật sự nếu mà đánh tay cộng thì hàng về suốt ha nhưng mà rõ ràng cái hệ thống điểm mua lúc đó mình báo rất là chuẩn đúng không ạ rồi TNH thì tiếp tục tăng giá không có điểm mua phù hợp cho những nhà đầu tư đang cầm các bạn Thép TVN tăng Nam từ Liêm dòng thê, dòng bất động sản của ok Last ngày hôm nay tạo ra có thể nói tạo ra một cái điểm mua Nếu những nhà đầu tư mà mua thì quanh quanh vùng giá khoảng mình đánh giá nha Last các bạn Đúng là Ngày hôm nay các bạn thấy mà à, à Có một cái cú rất cảnh chéo này nha Đẹp dòng tiền vào Blast thì đang nỗ lực về bật cái nền tăng này các bạn ạ, Rất là khỏe ha đúng không ạ giống như câu chuyện của ddv vậy mà, hoặc là mwg hả? thì hôm nay rõ ràng nếu các bạn có muốn mua thì rõ ràng trên cái vùng khoảng tầm tầm khoảng 23 mươi ba có những rung đất nha thì các bạn đặt cược các bạn mua ok mwg mình xem sao quá đẹp đó các tại sao một cái phiên tăng mà giữ giá được khoảng 5 phiên như vậy thì rõ ràng bốn năm phiên mà không bị xấu như drc là bị bắn bị bán một cây tăng tím rồi sau đó đạp lại ba cây hoặc là gvr thì chứng tỏ là giờ cũng bị tăng một cây rồi đạp lại ba cây thì rõ ràng là MWG rồi dạ, như vậy thì nhóm bán lẻ ông này khỏe nè DC World tuần sau bật tiếp nè các bạn nè ok có cái tiếp tục cầm cho mình nhớ best ông này cũng ổn các bạn canh có thể các bạn uh, rung đất các bạn mua được nhưng mà mình đánh giá những cổ phiếu khỏe nhất thôi Masa các bạn nè ok ha những cổ phiếu này thật ra thì rõ ràng bây giờ canh nó rung đất các bạn mua thì nó đẹp ha đó rồi tiếp theo ví dụ như là câu chuyện của giờ SAV rồi nhựa tiền phong các bạn rồi CMS nè, những cổ phiếu tăng Sợi thế kỷ như vậy ngày hôm nay đâu đó là mình thấy nha Sợi thế kỷ à, STK của nhóm dịch May nè các bạn nè Hoặc là giờ ông AAA à, và ông thì nó đó, tạo ra những điểm mua Và một số cổ phiếu khác rung lắc ví dụ như câu chuyện của DC World nè ha Ok đẹp, nó có là điểm mua Tết chỉnh trở lại đường MA20 các bạn Hoặc là giờ Khang Điền House Mình cũng thấy ok các bạn nè Đúng không nó tạo ra điểm mua vào cái phiên ngày à, À, ngày mấy các bạn, à, trước đó khoảng 3 phiên Ha, à, ok Rồi à, Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái nhóm ngành Để các bạn thấy được cái bức tranh của nó nha à, Đầu tiên mình ví dụ như là Giờ dòng à, Dòng gì à, VN30 đi, ngày hôm nay thì có VRE giảm được các bạn Ok, các bạn nhớ đừng quên bấm cho thêm một nút like Thả tim video này nha, ok tiếp tục Đó à, VN30 thì VRE giảm nè à, à, VB thì tăng các bạn FPT ok nè các bạn nè, vượt đỉnh mọi thời đại nhé, gần như là quá kinh. CTG nhóm nhờ nhóm ngân hàng ông này lại khỏe ha. Rồi uh, uh, Vinamilk các bạn, uh, Vinamilk cũng đang thế hướng lên các bạn nè. Đó, mà những cổ phiếu này khi nó bật tăng lên thì rõ ràng là cái câu chuyện Vinet các bạn nó còn còn hướng tới nữa các bạn nha, hướng lên nữa các bạn nha ha. Cho nên là cái kịch bản lúc này thì mình đang nghĩ tầm sâu thì đường nó sẽ vẫn tiếp tục tăng giá tốt nha. À, nó có chỉnh thì nó, nó, chỉnh để tăng các bạn ạ. Ok, tạm thời là quan điểm như vậy nha. Tiên phong banh cuối phiên lại kéo các bạn nè. Rồi. Nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng thì ngày hôm nay chỉ có VIP mà nói chung là nhóm ngân hàng lúc này á nó có một cái động thái như thế này nè ha. là nó cũng gần ra báo cáo quý rồi cho nên bây giờ báo cáo quý thì rõ ràng là chỉ có VIBank đang dự phóng là lợi nhuận tích cực các bạn nè. Rồi MBB rồi nói chung là ICB rồi đó. À, xin lỗi mọi người. À, à, HDBank các bạn nè. Đó, rồi BIDV đó là những cổ phiếu ngân hàng được dự báo có kết quả tốt thì các bạn có thể là chú ý phi banh, hoặc là mbb các bạn nha ok thứ hai câu chuyện chứng khoán ngày hôm nay mình chia sẻ cho mọi người rất là mắc cười các bạn đây à, riêng cái gì chứ thì à, riêng cổ phiếu chứng khoán trong ngày hôm nay chỉ có một cha nội là mbs thôi bạn là xanh đây nhóm chứng khoán này bạn nào đó à, cuối phiên thì có ông sa này kéo xanh nhưng mà các bạn chỉ có riêng mbs và mình nhắc cho mọi người nào mbs của chúng ta múc 31.1 34.2 giờ dạ, gần như chúng ta đánh mua ngay cái vùng à, rung lắc và vùng đáy mà ok Đây và ông này sẽ ăn một nhịp nữa ông này sẽ kéo lại trở lại những cái vùng như là à, 33 ấy thì mình sẽ nhắc với mọi người là đánh tay cộng chốt lại do đầu lái cái rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tính tiếp nha Ok đẹp Đúng không ạ Mà VS xanh đẹp nhất trong đám chứng ngày hôm nay các bạn nè Đó rồi chuẩn bị tăng lên chúng ta sẽ chốt lại Đúng không nói chung là Phải đánh rất là tỉnh táo đúng không ạ Ok rồi dạ. À, nhóm này thật ra thì mình đánh giá giai đoạn này nó chưa chưa khỏe lắm các bạn nha mặc dù viên đi ngày hôm trước á nó tạo ra điểm mua nhưng mà thật sự nó vùng giá đấy cho nên mình không có đánh mình chỉ chú ý là giờ vds các bạn nào đó rồi bây giờ thật sự nó không có điểm mua các bạn nếu mà đánh tay cộng không có các bạn nha các bạn phải chờ một cái cú rung lắc nào đó ha nó tạo ra đấy thứ hai các bạn rồi mbs các bạn nè ok đẹp ha là mình đã mua rồi rồi cts nè rồi bvs các bạn nè ok thì rõ ràng các bạn ví dụ như CTS ngày hôm nay là một cái cú tết chỉnh này, thì mình kỳ vọng nó sẽ tạo cái đáy thứ hai quanh đó ha ví dụ như giá thấp nhất ngày hôm nay là đâu đó là quanh vùng giá khoảng 41 ok các bạn hoặc là CTS cũng có hiện tượng rút chân thì à, kỳ vọng đâu đó quanh những cái vùng này nè một vài ví trước là VCA các bạn nè ha nhưng mà phải chờ đợi thêm à, tập trung trước mắt là VDS, MBS và CTS chẳng hạn nhá ok tiếp theo là nhóm chứng bất à, Banh chứng thép các bạn thép thì mình chia sẻ rồi đúng không hoa sen nam kim các bạn Ờ, phát hiện tại vẫn đang ổn thôi nó có cái câu chuyện của tin tức cơ bản cho nên mình nghĩ nhóm này vẫn rất là ok các bạn có cứ tiếp tục nắm giữ nha bất động sản thì nhắc với mọi người rồi khang điền house rồi sau đó là nam long à, khang điền house các bạn có nè khang điền house này ha. ok mua được vùng giá rất là đẹp rồi cầm nắm nó sẽ tăng giá trong tuần sau đấy rồi nam long gấp ok các bạn nè quá khỏe các bạn. và đây là một trong những mẫu hình nó còn tăng giá nữa nha ok rồi À, Nam long gấp hoặc là đạt phương gấp trong ngày hôm nay các bạn nè đó là những cái mô hình mà nó giờ mình thấy nó tăng giá nó ổn hơn hoặc là hà đôi gấp rồi nha còn lại như là đít phát đạt rớt đất sân nova lăng thật sự bối cảnh lúc này không phải là cơ lúc mà chúng ta mua những cổ phiếu này thật ra và mua những cổ phiếu này vẫn được nhưng mà thái ngôi nói với mọi người rồi phải rất là tinh tế và nếu trường hợp có một cái phiên xác nhận tăng giá rất là khỏe như câu chuyện của vr á mình sẽ nhắc cho mọi người múc liền còn không á là chỉ tập trung hàng mạnh cho mình nha thì đó mới là cái cách sống trong thị trường này chứ không là gì chúng ta bị chôn vốn các bạn ạ ha đó. ngay cả như về hai cây tím trần mà còn bị phủ định lại đúng mà. cho nên lúc này chúng ta chỉ tập trung vào cổ phiếu khỏe cho mình rồi dầu khí thì giờ có BLX ngày hôm qua à, tăng rất là ok các bạn này. các bạn có thể là chú ý phong đánh này hiện tại không đu giá nếu mà trường hợp trong những pha sau rung đất tết chỉnh trở lại nha thì chúng ta sẽ mua các bạn ở à, đây là một trong những phong đánh giá rất là khỏe nè hoặc là CNG các bạn ạ ok ông này hôm quay cũng tạo ra điểm mua nhưng nếu trường hợp trong những phiên sau rung đất tết chỉnh các bạn mới mua nha không nên đủ giá nếu mà trường hợp nó tết lại quanh vùng giá nó dụ nha ở dưới này một phần hai cái nến này nè ok các bạn bằng mở vì thế ha rồi dầu khí à, hoặc là coi rồi đợt trước nó tăng mạnh lắm mà ok các bạn br chắc là gì à? nó cần phải tạo thêm một uh, uh, nếu mà trường hợp nó có những cái pha tết chỉnh nó lại không thủng vùng giá đâu đó là 22 thì mình nghĩ là gì nó sẽ tạo đáy rồi các bạn vào lúc đó các bạn mua nha rồi, bán lẻ thì nhắc rồi, quá nhiều rồi Bất động sản khu công nghiệp đoạn này các bạn ADR nằm sàn không biết có câu chuyện tin tức gì không Mình không biết GVR các bạn cũng đang giữ giá ok mà Thật sự nha Nhóm này đoạn này thì nó cũng chưa có gì gọi là đặc sắc lắm Nhưng mà BCM các bạn chú ý cổ phiếu này nha Trong nhóm này thì các bạn có thể để chú ý cho nội này là Bởi vì nó có một giai đoạn là hướng lên Và nó về lại vùng giá th thốt luôn 65 Và về lại 67, 68 ạ Cho nên là giờ mình kỳ vọng ông này sẽ có một cái nhịp đánh lên Thứ hai trái nội này hình như là có cái câu chuyện về tin tức các bạn, đó, tin tức gì đấy, cho nên các bạn có thể là hướng tới cổ phiếu này được, đúng không? À, đó tiếp được trước tăng nhưng mà bây giờ các bạn là đó ví dụ như cổ phiếu tiếp nữa tăng tạo điểm mua nhưng bây giờ nó đang test chỉnh trở lại, đúng không? là cơ hội chứ không phải, phải rủi ro mà à, quan trọng đừng có đu trên này về đây bán là xong, ha. À, rồi là dtd các bạn nào dtd mình đánh giá chỉ cần giờ thị trường mình tích cực đó là các bạn có thể là lấy được cổ phiếu này bởi vì dù sao ông này cũng đang có một cái form hướng lên không phải là form dốc xuống không tăng cũng không giảm nhưng mà nó đang đi ngang ổn hơn là cái câu chuyện bị dốc đầu xuống mà cơ bản là như vậy nha đó là một trong những cái cổ phiếu rất là khỏe bạn rồi à, thủy sản nè thủy sản ngày hôm nay cũng có sự tích cực như là simic quá khỏe bạn ha ngày hôm qua bị bán nhưng mà ngày hôm nay kéo lên trở lại ha đó là một trong những cổ phiếu cái phom tăng các bạn phom tăng thì nó sẽ thường xuyên như vậy nhá rồi à, Đức Giang nè hóa chất à, rồi CSV các bạn Đức Giang đang đi ngang CV không có đi mua bạn nhá À, DDV nè Ok các bạn DV thật sự cái form này nó cần phải có tích lũy lại một phần nữa à, Tuy nhiên nó sẽ không à, Nếu mà trường hợp có những pha mà test chỉnh nó lại 19.3.4 Các bạn có thể là lấy vì thế nha Hoặc là BFC ngày hôm nay cũng ok nè Nhưng mà mạnh nhất ngày hôm nay là last các bạn ha à, Cho nên là mình chú ý ông này hơn là những cổ phiếu kia Đạm Cà Mau nè Đạm Phú Mỹ nè Nói chung Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ thì nó đánh trong một cái biên mà Nó lại biến động quá nhiều và chích dắt các bạn khó chịu ha OK, rồi cơ bản như video của mình đến đây là kết thúc. À, xin chào hàng loạt mọi người trong gia trình nhận định thị trường vào à, ngày mai. À, chúc mọi người có một cái giờ, à, tuần à, vui vẻ ha và tuần sau chúng ta sẽ đón nhận một cái tuần tân giá tiếp tục. Anh chị nào muốn vào VIP chủ động nhắn tin Zalo lô cho Thái Bye bye mọi người nha.